Rồi, em đi bút Euro Sài Gòn xin kính chào các anh em. Thì buổi sáng hôm nay em giới thiệu đến em về được hai cây kèn saxophone. Thì trong công nhật về thì được hai cây em tuyển chọn rất là đẹp. Nói chung về được 7 8 cây á, nhưng mà em lựa được hai cây là xuất sắc lung linh như mới ha. Cho anh em về chơi trưng bày tất cả là đều thổi tốt, chơi hoàn hảo hết ha. Đây là nó gồm có 3 khúc. Đây là khúc đầu. Ha. Là khúc nối vào đây. Mở cái này ra ta nói vào ha. Rồi em sẽ quay hình thức sơ cho anh em xem nó mức độ nó mới ha. Tất cả đều bằng đồng rất là đẹp ha. Đây mở cái này cho dễ, cho anh em dễ xem thấy nó mới mức độ nào ha. Đấy, bóng lự luôn ha. Đây là cái tên quen của kèn ha. Đấy, đây và số series của nó nha. Mỗi cây đều có tên và số series. Đấy, nó rất là đẹp ha. Thì nó là về là nguyên hộp phụ kiện đầy đủ ha. Đây là cái hộp dầm thổi nè, còn nguyên hộp luôn. Đây là catalog của nó nè, cái ống nói nè. Đấy, rất là đẹp. Cao lên nè, cao lên tầm 6 tấc cái này ha. Cái hộp này khoảng tầm 25 nữa, rất là nặng. Cái này khoảng tầm 5 kg vậy nè. Đó, rất là đẹp nè. Những cái này thì cẩn xà cừ hết nè ha. Những cái phím á, những phím bấm á, rất là đẹp. Cái này chúng ta chân rất là đẹp ha. Chị anh em nào biết thổi người ta mua về chúng ta chơi thổi rất là hay rồi. Và đặc biệt là những cái cây này nó còn như mới, như chưa xài nè. Đây, như mới luôn ha. Đây là một cây. Cây này có giá là 7,5 triệu nè em ha. Đây, nó đẹp tuyệt vời luôn. Và đây kế tiếp là một cây full box nè. Cái này là chưa xài, còn đầy đủ tất cả các bọc catalo dâm, cái này nè, khăn này. Và đặc biệt là cái này là chưa mở luôn nè ha. Cái này là đầu thọ nối nè. Đây nè, đấy, rồi đây. Chống ẩm dâm nè, rất là nhiều ha. Dây nhợ đầy đủ hết, catalog này, lô của kèn này. Rồi đây là cái cây tuyệt vời đây. Đây để em quay cái tên kèn ha. Đây nó tên là Juchan gì nè anh em. Tên họ có đấy nè. Jimichan gì đấy, ra bằng tết như gì á. Nói chung là mấy cái này tiếng Anh này không có rành. Tôi quay cho anh em xem ra. Chung mấy cái cây này giá trị sưu tầm rất là cao. Và đặc biệt cả cái cây này rất là mới nè, và full bốc luôn. Đây, mới kinh khủng mới luôn. Đây là số series nữa ha. Nè, series nè, 2865 nè. Mỗi cây đều số series riêng hết thôi. Cái này thấy nó mới, đồ mới đó ha. Nó vàng, bóng bự lơ luôn á. Rất là đẹp. Hàng này là hàng xịn 100% anh em ha. Này là không có hàng Trung Quốc đâu anh em ha. Trung Quốc nó có để chữ China mà. Đây, cái này là có 8, cái giá là 8,5 triệu anh em ha. Đây, rất là mới. Rồi, một cây là cây này là 8,5 triệu nè, cây này là 7,5 triệu. Cây nào cũng hoạt động hoàn hảo, có chức năng hết ha. Đấy, full box cái hộp rất là đẹp. Cây này là 8,5 triệu nè, 7,5 triệu ha. Này chúng ta chừng rất là đẹp.
Rồi, buổi sáng nay thì em về được hai cây làm clip giới thiệu cho anh em. Anh em nào yêu thì liên hệ với em qua số điện thoại 0909 7267, em ship hàng toàn quốc ha. Rồi, em xin kính chào các anh em. Chỗ này mà buổi sáng vui vẻ.